Anh Lê Dương Bảo Lâm giàu quá thì giàu mà còn mở nguyên một cái quán cà phê, làm tao vượt 70 cây số tới đây uống cái trời ra dẻ quá. Chà vả chà ổi chà xoa chà nắng cầu, một ly tận 35 ca. Không, giá này cũng bình thường không có gì hết nữa. Ồ vậy thôi cho nó kịch tính thôi. Chà mãng cầu chân châu trắng nha, mãng cầu thơm ngọt chín tới, nhưng mà cái này là sinh tố mãng cầu chứ không phải chè mãng cầu, không nghe mùi trà gì hết trơn á. Chà vải hoa hồng ghê không, có mùi trà vải, có mùi siro hoa hồng, không có mùi trà. Ui, cái mùi siro ổi nó nồng nàn luôn. Hộp cái viên kia vô đây, tận 100 lượng hơi ít nha. Cốm rồi tôm rồi chả giò hoành thánh đồ, cái viên nó hơi cũ à. Kinh nghiệm ăn cái viên chiên là đường, hộp này 100 ngàn hơi ít nha. Cái viên này cũng tạm thôi, không phải loại quá ngon, hồi nãy ăn trúng viên nó còn bị cũ. Bữa ăn này cũng ổn, nước cũng được ở mức giải khát, nhưng mà quan trọng nhất người ta tới đây là để gặp idol Lê Dương Bảo Lâm. Quán cũng rộng cũng mát, đi chơi trẻ có anh Dương Lâm hát cho nghe nữa cũng hay. Trời ơi, anh Lâm anh lu bu quá không quay chung được. Thôi mình đứng xa xa vậy được rồi nha. Thôi đi về.